Uh, thứ nhất là cái uh, tên tiếng Anh của nó là cái papillary thyroid micro uh, carcinoma viêm ung thư giáp thể nhú thì những trường hợp như thế nào được gọi là viêm ung thư giáp thể nhú thì những trường hợp mà ung uh, thư giáp thể nhú mà có kích thước uh, nhỏ hơn hoặc bằng 10 mm thì được gọi là viêm ung thư giáp thể nhú đây cái phần là nội dung trình bày uh, thứ nhất về cái uh, tỷ lệ cái tần suất mắc và cái tỷ lệ mắc của ung thư vi ung thư giáp thể nhú À, tôi có thể gọi tắt là PT, PTMC à, về cái tỷ lệ của nó thì ở Mỹ là số ca mắc mới năm 2009 là 37.000 ca và nó tăng lên là 63.000 ca trong năm 2014 và cái tỷ lệ mắc mới trên 100.000 dân là 4,9 vào năm 1975 nó tăng lên vào 14,3 vào năm 2009 những cái trong đó thì những cái viêm thư Tức là những cái mà thư dưới nhỏ hơn được bằng 1cm thì chiếm 25% vào những năm 1988 và đến năm 1989. Nhưng mà nó tăng lên 39% vào năm 2008-2009. Ở châu Âu thì uh, tại Đức cái con số này là 4,6 năm 2012 là 4,6 nam dưới và 10,7 nữ dưới trên 100.000 dân. Và ở Áo thì cái cái viêng thứ giáp thể nhú này tăng từ 3% năm 1990 tăng lên là 11,8% năm 2008. À, còn ở châu Á thì tại Hàn Quốc năm 2011 thì có 40.000 ca mắc mới, à, chia cho 51 triệu dân, tức là 78 ca trên 100.000 dân. Và đây là cái biểu đồ thì cho thấy rằng cái từ năm 1993 đến năm 2011 ấy, thì cái tỷ lệ phát hiện ung thư tuyến giáp ngày nó nó đi lên đi lên liên tục và cái trong đó các cái ung thư tuyến giáp này thì chủ yếu là ung thư giáp thể nhú phần lớn là ung thư giáp thể nhú để, để, cái về ung thư giáp nói chung và đây ung thư giáp thể nhú à, theo Global Can năm 2020 thì ở Việt Nam ký ung thư giáp thể nhú, ung thư tuyến giáp thì nó chiếm khoảng thứ 10 nhưng có lẽ con số này nó chưa phản ánh đúng sự thật bởi vì uh, ngay tại một cái viện mà chỉ cần một viện thôi tức là 50 của một viện lớn của ngoài khu vực Hà Nội thì con số ung thư tuyến giáp này đã sắp xỉ là 5.000 ca mắc mới như vậy là cái con số thống kê này có vẻ không đúng và có vẻ như cái ung thư giáp nó không đứng ở vị trí thứ 10 mà có thể nó đứng hàng số 1 này nếu mà nếu như mà thống kê được uh, đầy đủ và chính xác. Uh, ngay tại bệnh viện Đa Mai năm 2022 thì có 8 trường hợp có viêm thư giáp thể nhú trên uh, cái uh, số lượng cái nhân viên của Bạch Mai là 4.300. Nếu như thế tính ra là khoảng tầm 186 trên 100.000 dân, thế là con số rất là cao và thực tế thì chúng ta thấy rằng cái cái uh, hiện tại với sự phát triển của xương và cái uh, sàng lọc về ung thư tuyến giáp, thì thấy rằng cái tỷ lệ ung thư tuyến giáp hiện tại nó 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 rất là cao và khả năng nó sẽ đứng ở vị trí thứ một chứ không phải là vị trí thứ 10 như theo theo thống kê của World Bank. À, lên một cái bài báo nói về cái tỷ lệ mổ phát hiện ung thư tuyến giáp thể nhú ở trên những trong các cái nghiên cứu về mổ xác từ những bệnh nhân mà chết vì những nguyên nhân khác không phải bệnh lý liên quan đến tuyến giáp thì thấy rằng cái có những cái nghiên cứu thì cho thấy cái tỷ lệ ung thư tuyến giáp nó dao động từ 5,6 và thậm chí có những nghiên cứu từ tới 35,6%. Tức là gần như cứ 3 người, 3 bệnh nhân chết mổ xác thì sẽ có một bệnh nhân có ung thư tuyến giáp đối với những nghiên cứu này. cái tỷ lệ nó rất là cao thực tế ung thư giáp. Và bản thân trong các nghiên cứu này thì khi mà làm giải phẫu bệnh thì làm giải phẫu bệnh bán phần và làm giải phẫu bệnh toàn phần ấy, thì thấy rằng cái tỷ lệ phát hiện ung thư giáp nó cũng rất là khác nhau khi mà làm uh, kỹ làm uh, làm toàn phần ấy, thì thấy rằng cái tỷ lệ phát hiện ung thư giáp lên tới 11,2% còn nếu mà làm bán uh, làm về giải phẫu bệnh bán phần của tuyến giáp thôi thì cái tỷ lệ là chỉ là 4,1% cái uh, đối với uh, từ kinh điển thì cái điều trị với vi ung thư giáp thể nhú thì vẫn là phẫu thuật và chúng ta sẽ đi qua thì đây một cái nghiên cứu của Hàn Quốc năm 2017 trên 8.676 bệnh nhân trong đó có cắt toàn bộ tuyến giáp là hơn 5.000 trường hợp và cắt bán phần là hơn 3.000 trường hợp thì theo dõi người thời gian khá là dài 65 tháng thì thấy rằng cái tỷ lệ tái phát tỷ lệ sống không có tái phát trong 5 năm và 10 năm thì của hai nhóm này giữa hai nhóm cắt cắt bán phần và cắt toàn phần ấy, trong 5 năm đầu thì không có sự khác biệt và nó chỉ có sự khác biệt ở ở mức ở, ở sau 10 năm cái thời gian sống không không có u tái phát. Và thấy rằng cái phần lớn những cái trường hợp mà chẩn đoán là tái phát ấy, thì nó là ở ở ở cái cắt bán phần thì nó là ở cái thùy còn lại của tuyến giáp và trong trường hợp mà có nhiều ổ ung thư trong cái nghiên cứu này được khuyên cáo rằng thì cái cắt toàn phần nó giảm được cái nguy cơ tái phát tái phát vùng. Còn đây là cái nghiên cứu của Hàn Quốc năm 2017 thì thấy rằng cái nhóm trên hơn nghìn bệnh nhân ung thư giáp thể nhú trên là các cái nhóm dưới 40 tuổi từ 40 đến 50 và trên 55 tuổi thì thấy rằng cái nhóm nam giới trẻ tuổi là cái nhóm mà có nguy cơ di căn ung thư di căn ung thư hạch uh, nhiều trên tức là trên năm hạch di căn ung thư thì ở nhóm trẻ tuổi và nam giới thì có nguy cơ cao hơn về cái uh, xu hướng một cái xu hướng nữa uh, gần đây uh, đã được uh, nhiều một số các gia áp dụng là cái theo dõi tích cực đối với ung thư vì ung thư giáp thể nhú. Đây là cái nghiên cứu của Nhật Bản. Cái nghiên cứu này trong một thời gian rất là dài, từ năm 1993 đến năm 2011, với 135 bệnh nhân, chia làm các nhóm tuổi, tuổi trẻ dưới 40, tuổi trung niên 40, 59 và tuổi cao tuổi trên 60 tuổi. Thời gian theo dõi từ 18 cho đến 227 tháng và trung bình là 75 tháng, À, người ta định nghĩa rằng từ viêm thư giáp thể nhú tiến triển của nó tăng trên 3 mm hoặc là có uh, hoặc là có di căn hạch hoặc là có biểu hiện về lâm sàng tức là u trên 12 mm hoặc là u tăng kích thước hoặc có thể là có hạch trên lâm sàng đây là những cái định nghĩa về cái khi định nghĩa một cái ung thư viêm thư giáp thể nhú được gọi là tiến triển thì trong số 1.235 bệnh nhân này thì chỉ có 58 trường hợp người ta theo dõi và chỉ có 58 trường hợp có tăng kích thước có 19 trường hợp xuất hiện hạch mới xuất hiện hạch cổ và có chỉ có 3,5 trường hợp thì nó tiến triển về mặt lâm sàng trong số trong số hơn hơn 1.000 bệnh nhân theo dõi này thì chỉ có 191 bệnh nhân thì phải chuyển sang phẫu thuật à, vì các lý do sau thứ nhất là về cái tổn thương u nó tiến triển thứ hai là có tăng kích thước Uh, có kèm theo các bệnh lý các cái uh, u u nang hoặc là những cái uh, cái cái biếu giáp kèm theo và hoặc là trong những trường hợp mà không kiểm soát được bệnh uh, bazedo hoặc là thay đổi cái mong muốn của bệnh nhân bệnh nhân sau một thời gian theo dõi thì người ta không muốn mong muốn theo dõi nữa và người ta muốn uh, phẫu thuật hoặc là cái quyết định của hội đồng uh, có sự thay đổi. Trong số 191 bệnh nhân này chạy phẫu thuật này thì thấy rằng không có bệnh nhân nào có cái tái phát và không có trường hợp nào tử vong sau cái liên quan đến cái sau sau phẫu thuật cái viêm thư giáp thể nhú. Tóm lại ở cái nghiên cứu này thì thấy rằng cái cái nhóm mà nguy cơ viêm thư giáp thể nhú nguy cơ thấp không có dấu hiệu lâm sàng thì có thể theo dõi và không cần phải phẫu thuật ngay. Đặc biệt là cái nhóm bệnh nhân nhiều tuổi thì có thể là cái ứng cử viên tốt nhất cho cái theo dõi. Uh, đây là một cái nghiên cứu nữa của Hàn Quốc năm 2022 về cái tiến triển của cái ung uh, thư giáp thể nhú bằng uh, theo dõi. Thời gian theo dõi là 41,4 tháng. Uh, thì thấy rằng cái 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 tỷ lệ tiến triển uh, của ung thư giáp thể nhú khoảng là uh, có 68 trên 706 trường hợp chiếm 9,6% có tiến triển cái trong cái nghiên cứu của Hàn Quốc thì cái định nghĩa về uh, một cái viêm thư giáp uh, tiến triển nó cũng uh, hơi khác một chút so với của uh, cái nghiên cứu của Nhật Bản vừa rồi thì thấy rằng uh, khi mà đường kính nó trên tăng trên 30 mét hoặc hai chiều nó tăng mỗi chiều trên 20 mét hoặc là cả hai đặc điểm trên hoặc là xuất hiện các hạch di căn mới hoặc là uh, xâm lấn và ra xung quanh thì cái uh, ở cái nghiên cứu này cho thấy rằng nhóm trẻ tuổi nam giới và cái kích thước từ 6 đến 10 mm là cái yếu tố nguy cơ của các cái uh, nốt tuyến giáp các cái viêm thư giáp thể nhú này tiến triển cái nghiên cứu này uh, cho thấy kết luận rằng cái cái tỷ lệ tiến triển của viêm thư giáp thể nhú ở cái nghiên cứu Hàn Quốc này thì nó nó cao nhẹ hơn so với các nghiên cao hơn so với các nghiên cứu khác và cái yếu tố của cái viêm thư giáp thể nhú được tiến triển đó là người trẻ nam giới và kích thước u trên 6 mm đến 10 mm à, một cái xu hướng à, vừa rồi cho thấy rằng cái cái tỷ lệ tiến triển của ung thư viêm thư giáp thể nhú nó rất là chậm nó nó tiến triển rất là chậm với cái thời gian uh, các cái nghiên cứu mà thời gian nghiên cứu rất là dài thì một cái xu hướng nữa đó là cái những cái can thiệp tối thiểu những cái đốt nhiệt đối với cái uh, viêm thư giáp thể nhú này cũng đã được uh, tiến hành. Cái nghiên cứu thứ nhất, cái nghiên cứu uh, tổng uh, tổng kê thứ nhất của Hàn Quốc năm 2019. Thì uh, trên nhóm nghiên cứu là 503 bệnh nhân theo dõi từ 8 cho đến 53 tháng thì thấy rằng không có trường hợp nào có u đốt nhiệt thì thấy rằng, thấy rằng theo dõi từ 8 đến 3 tháng thì không thấy trường hợp trường hợp nào có tái phát không trường hợp nào không 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 trường hợp gì căn xa có di căn hạch cổ thì có hai trường hợp chiếm 0,4 và quá trình đốt nhiệt thì cũng không có xảy ra các biến chứng nào lớn có một số những cái biến chứng nhỏ như khản tiếng thoáng qua hoặc là chảy máu ở trong tuyến giáp Nè, nó cũng chiếm tỷ lệ khoảng từ 3,4 cho đến 19% chỉ là các cái biến chứng nhỏ một cái nghiên cứu tổng hợp thứ hai đó là nghiên cứu của cũng có nhóm tác giả Hàn Quốc năm 2020 trên 715 bệnh nhân thời gian theo dõi từ 8 cho đến 26 tháng thì thấy rằng cái tỷ lệ mà u biến mất hoàn toàn bằng đốt nhiệt cái viêm thư tuyến giáp thể nhú này là 57,6%. Những cái trường hợp còn lại thì đó là những cái sẹo sơ còn lại và khi chọc tế bào thì khẳng định là không có u tái phát. Các biến chứng lớn tức là những cái khàn tiếng khàn tiếng kéo dài tồn tại là 7 0,7%. Cái biến chứng nhỏ 3,2% và tái phát tại chỗ thì 0,4%. Một cái nghiên cứu thứ ba về cái hiệu quả của đốt nhiệt đối với viêm thư giáp thể nhú, cái nghiên cứu này của Trung Quốc năm 2019 trên 1.284 cái viêm thư giáp thể nhú thì họ sử dụng các phương tiện là đốt sóng cao tần (RFa), microwave và laser thì thấy rằng cái tỷ lệ biến mất của biến mất u hoàn toàn đối với đốt sóng cao tần thì cao hơn so với lại của microwave và laser trong khi đó cái tỷ lệ biến chứng thì của của microwave là cao nhất và của R3 thì thấp hơn 1,7% và của laser là 0,9% và không có trường hợp nào di căn xa trong quá trình theo dõi năm hình đây là một cái nghiên cứu so sánh giữa phẫu thuật và đốt nhiệt đối với viêm thư giác thể nhú năm 2020 à, cái thời gian theo dõi là trên 5 năm thì cái nhóm RFA có 94 trường hợp và nhóm phẫu thuật có 80 trường hợp. Thời gian theo dõi là 5 năm, trên 5 năm. Thì thấy rằng cái tỷ lệ tái phát của nhóm RFA có một trường hợp và của nhóm phẫu thuật nó có một trường hợp, không có sự khác biệt. Và trường hợp di căn, di căn, di căn hạch thì ở nhóm RFA không có trường hợp nào và ở nhóm phẫu thuật thì có một trường hợp. Tuy nhiên là sự khác biệt không không quý nghĩa thống kê. và vâng so sánh về cái uh, về cái giữa uh, giữa đốt sóng cao tần với phẫu thuật thì thấy rằng cái thời gian thời gian thực hiện của đốt sóng cao tần đối với cái viêm thư giáp thời nhú thì nó rất là ngắn cái thời gian gần như là không uh, bệnh nhân có thể đốt và uh, ra viện trong ngày không có biến chứng và chất lượng cuộc sống thì của nhóm của nhóm uh, đốt sóng cao tần tốt hơn hẳn so với nhóm uh, phẫu thuật Đây là một cái nghiên cứu khác năm 2020 so sánh giữa cái phẫu thuật và đốt nhiệt. Ở 867 bệnh nhân thì thấy rằng cái tỷ lệ tái phát là tương đương và cái thời gian sống không có u tái phát cũng tương đương. Cái biến chứng thì của nhóm đốt nhiệt thấp hơn so với nhóm phẫu thuật. Trong cái đó cái thời gian nằm viện, cái chi phí thì của đốt sóng cao tần, của đốt nhiệt nó sẽ thấp hơn so với đại phẫu thuật. Đặc biệt là có nghiên cứu của uh, nghiên cứu uh, long term của cái nhóm tác giả Hàn Quốc trên năm năm đối với 84 những cái ung thư ung thư rác thể nhú thì cái thời gian theo dõi trung bình là bảy mươi hai tháng và cái tỷ lệ biến mất u hoàn toàn lên tới 98,8% ở 24 tháng và sau 60 tháng thì 100% trường hợp cái viêm thư giáp thể nhú được đốt này biến mất hoàn toàn có 13 trường hợp phải đốt thêm lần hai bổ sung thời gian thời gian cái số lượt đốt trung bình là 1,2 và trong quá trình theo dõi thì có xuất hiện bốn những cái ung thư mới ở trong ba bệnh nhân và bốn cái ung thư mới này cũng được điều trị bởi đốt sóng cao tần và biến mất hoàn toàn. Trong thời gian theo dõi thì không thấy cái trường hợp nào u tiến triển, không có di căn hạch và không có trường hợp nào di căn xa và không có trường hợp nào phải chuyển sang phẫu thuật. Có bốn cái biến chứng trong đó ba biến chứng nhỏ là các cái tụ máu và được phục hồi sau đó hoặc là những cái biến chứng bỏng nhẹ có một biến chứng lớn đó là cái thay đổi về giọng nói nhưng mà hồi phục sau 2 tháng tàn tiếng không có chứng không có biến chứng nào liên quan đến uh, tử vong đây là các cái thông số về cái, cái thời gian thực hiện kích thước u uh, u, dưới 5cm, u dưới 5 cm u dưới 5 cm và uh, 0,5 cm cái tỷ lệ là 52 và 32 cái về cái 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 thời gian đốt thì rất là ngắn, có thời gian đốt có khoảng 1,51 giây giây, khoảng tầm uh, trung bình là 1,51 giây, khoảng uh, gần 3 phút mà thời, thời gian chuẩn bị nó lâu thôi còn thời gian đốt thì nó rất là nhanh và tiếp theo thì xin điểm qua một số những cái hướng dẫn và những cái đồng thuận trên thế giới đây là cái bài báo nói về các cái đồng thuận các điểm qua về các cái hướng dẫn thì thấy rằng cơ bản đối với viêm thư giáp thể nhú thì cái điều trị của các cái hiệp hội như của ý của italia của anh hay của nhật bản thì của đức hay có phần lớn các cái nước trên thế giới thì người ta đối với viêm thư giáp thể nhú thì cơ bản vẫn là điều trị cắt bán phần uh, tuyến giáp trong đó có cái của cái hiệp hội uh, phẫu thuật tuyến giáp của Nhật Bản thì từ năm 2010 người ta đã khuyến cáo cái theo dõi tích cực theo dõi điều trị đối với những cái viêm thư giáp thể nhú này bởi người ta xuất thân xuất phát từ cái nghiên cứu đã như là tôi đã trình bày với hơn 1.200 bệnh nhân và thời gian theo dõi rất là dài thì thấy rằng cái cái viêm thư giáp thể nhú này nó tiến triển cái tỷ lệ tiến triển của nó rất là ít và và, và nếu như có tiến triển rồi thì những cái điều trị phẫu thuật về sau cái tiên lượng cho bệnh nhân rất là tốt. À, như vậy thì các cái các cái hướng dẫn của trên thế các nước thì thấy rằng cái cái đối cái xử trí đối với ung thư giáp thể nhú thì cơ bản vẫn là cắt bán phần. Cắt toàn bộ tuyến giáp thì trong trường hợp mà u đa ổ hoặc là khi mà u đã phát triển ra ngoài tuyến giáp hoặc là bệnh nhân có yếu tố gia đình hoặc là có cái tiền sử xạ trị ở vùng thì được khuyên cáo cắt toàn bộ tuyến giáp. Đây là cái 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 chỉ định cái chiến lược theo dõi tích cực đối với của nhà Nhật Bản thì thấy rằng những cái vi ung thư giáp thể nhú này được chỉ định phẫu thuật lập tức được phẫu thuật ngay trong những cái trường hợp mà không phải không 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 được không được phép theo dõi trong những trường hợp sau thứ nhất là khi mà nó có hạch cổ hoặc nó có di căn à, à, trường hợp thứ hai là khi mà lâm sàng nghi ngờ có xâm lấn vào cái dây thần kinh quặt ngược hoặc là khí quản à, trường hợp thứ ba đó là những cái trường hợp mà khi mà chọc uh, tế bào thì thấy rằng trên tế bào học thì rằng đây là cái thể mà nó tiến triển nhanh của viêm thư giáp thể nhú thì cũng phải được phẫu thuật ngay và không được theo dõi trường hợp thứ tư đó là những cái trường hợp mà tổn thương u nó dính vào khí quản hoặc nó có nguy cơ xâm lấn vào khí quản. À, trường hợp thứ năm đó là u nó nằm dọc theo đường đi của thần kinh quạt ngược và trường hợp thứ sáu đó là phù hợp với những các bệnh lý tuyến giáp khác mà cần phải phẫu thuật và trường hợp thứ bảy đó là với những trường hợp mà dưới 20 tuổi thì nó chưa chưa có đủ bằng chứng chưa có đủ nghiên cứu đối với nhóm này đây hình ảnh mà, mà, mô tả cái đối với những nốt viêm thư giáp thể nhú à, mà cần phải phẫu thuật ngay không không được đưa vào danh sách theo dõi tích cực là những trường hợp mà nó tiếp xúc với khí quản một cái góc tù như này những trường hợp khi mà tiếp xúc với khí, uh, nó nằm giữa như một tuyến giáp hoặc nó tiếp xúc với khí quản ở góc nhọn thì những trường hợp này có thể theo dõi những trường hợp mà uh, khi nó tiếp xúc với góc tù thì cần phải phẫu thuật sớm đây là trường hợp uh, tiếp theo là trường hợp mà uh, những trường hợp mà nó nằm ở cái vị trí tam giác nguy hiểm là vị trí giữa thực quản và khí quản cái vị trí này bởi vì cần được phẫu thuật sớm bởi vì có nguy cơ làm cái tổn thương cái nó xâm lấn vào cái thần kinh quặt ngược. À, những cái chỉ định nào sau một thời gian theo dõi tích cực ấy, thì cần phải chuyển sang phẫu thuật. Đó là những trường hợp khi mà u nó tăng kích thước, kích thước của u trên 13 mm hoặc có xuất hiện di căn hạch hoặc là thay đổi cái mong mong muốn của bệnh nhân hoặc là có những cái bệnh lý tuyến giáp tuyến giáp khác kèm theo mà cần phải phẫu thuật thì những trường hợp này viêm thư giáp thể nhú cũng được phẫu thuật luôn và không 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 khuyến cáo theo dõi tiếp tục đây là cái hướng dẫn của châu năm hình 2021 về những cái sử dụng những cái can thiệp tối thiểu đối với những cái tổn thương ác tính của tuyến giáp thì những cái can thiệp uh, tối thiểu dưới hướng dẫn của trần đoán hải mà cụ thể là Sơm ấy, thì được cân nhắc trong các cái hội đồng uh, đa chuyên khoa hội hội trần quyết định cái can thiệp cho bệnh nhân và uh, sử dụng cân nhắc sử dụng các cái các cái phương tiện can thiệp tối thiểu này cho những cái nhóm uh, bệnh nhân có nguy cơ những cái viêm thư giáp có nguy cơ thấp uh, trên chủ yếu là nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ phẫu thuật nhóm bệnh nhân mà có thời gian sống kỳ vọng sống không dài hoặc nhóm những bệnh nhân mà có cái bệnh lý khác cần phải được được điều trị trước cái phẫu thuật tuyến giáp hoặc là bệnh nhân không mong muốn theo dõi hoặc không mong muốn phẫu thuật tư vấn cho bệnh nhân về những cái trường hợp mà những cái trường hợp mà viêm thư giáp thể nhú có thể theo dõi thì có thể nó phù hợp với lại thì những trường hợp mà theo dõi thì đều có thể đều phù hợp với lại những cái trường hợp mà uh, có thể uh, điều trị bằng đốt nhiệt là cái phương pháp thay thế cho việc theo dõi tích cực ở những cái viêm thư giáp thể nhú uh, đồng thời cũng phải tư vấn cho bệnh nhân về những cái lợi ích và những cái nhược điểm của những cái trường hợp đốt nhiệt này có ba cái phương pháp đốt nhiệt đã được uh, khuyến cáo rằng hiệu quả tương ứng uh, an toàn và hiệu quả đó là cái sử dụng laser đốt sóng cao tần và micro đốt vi sóng microwave À, trong đó à, các cái phương pháp như tiêm cồn à, à, dùng sóng à, siêu thì chưa chưa đủ bằng chứng về tính an toàn đây là cái hướng dẫn của cái, những cái theo dõi về cái chỉ định trào hút tế bào đối với những cái những cái ung thư tuyến giáp của hội hiệp hội điện quang hoa kỳ năm hai <laughs> bảy còn cái hướng dẫn của của Mỹ năm 2015 đối với các cái nốt ung uh, thư tuyến giáp cái thứ nhỏ thì <laughs> uh, những cái trường hợp mà theo dõi tích cực ấy, được cân nhắc trong những trường hợp thay cho việc phẫu thuật lập tức đối với những trường hợp mà đối với những trường hợp mà u cũng giống như của Nhật Bản đó những u có nguy cơ thấp những cái ung thư giáp thể nhú mà không có bằng chứng của di căn, không có bằng chứng của xâm lấn khu chú hoặc là về giải phẫu bệnh thì đó là những cái trường hợp mà những cái thể tế bào nó không phải là dạng tiến triển à, những bệnh trường hợp trường hợp thứ hai đó là những trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ đối với cao đối với phẫu thuật <laughs> hoặc là những tiếp theo đó là những trường hợp mà cái bệnh nhân có thời gian sống à, kỳ vọng sống không kéo dài mắc những cái bệnh lý khác kèm theo <laughs> hoặc là à, trường hợp tiếp theo đó là những trường hợp mà trường thứ tư đó là những trường hợp mà bệnh nhân có những tình trạng các cái bệnh lý khác mà cần phải điều trị trước khi là phẫu thuật tuyến giáp của Hàn Quốc thì người ta cũng cũng uh, tuyên bố rằng ấy người, người ta sẽ áp dụng một cách uh, cái theo dõi tích cực đối với những cái viêm thư giáp thể nhú trong một số trường hợp uh, trong một số trường hợp đặc biệt là cho nhóm mà bệnh nhân nhiều tuổi thì được áp dụng nhiều hơn Uh, tóm lại thì uh, đối với cái viêm giáp thể nhú này thì đây là một cái bệnh rất là phổ biến nó có tính chất uh, lành tính và và tiên lượng tốt phẫu thuật thì uh, phẫu thuật thì được thực hiện ngay trong một số trường hợp và không được trì hoãn theo dõi tích cực uh, đối với những cái nhóm mà uh, có nguy cơ thấp thì ngày càng được áp dụng và đốt nhiệt cũng là một cái phương pháp thay thế cho cái cái cái, cái thay, thay, thay thế cho cái thay dõi cái theo dõi tích cực này. Và đơn nhiệt trong một số những nghiên cứu cho thấy rằng nó là một cái phương pháp an toàn, hiệu quả và ít xuân lấn và nó giúp hạn chế được những cái lo lắng ở những bệnh nhân mà khi khi phải theo dõi cái ung thư uh, tiến giáp thể nhú này. Và em xin hết phần trình bày của mình.